Hello, chào cả nhà. Hôm nay Lan đi Costco ở Epin nha. Mời bà con đi với Lan. Đang ở Costco ở Epin. Hồi nào giờ đi City không nha bà con, lần đầu tiên đi Epin nè. Nó xa gấp đôi đi City. Nhà Lan đi City gần hơn, đi xuống Epin xa quá. Ô, con chó này thương vậy. Wow, look cute. Hello baby. Nhào vô là muốn giỡn này. Ông ao này đẹp này gì ba. Wow, phong thủy ghê không. Ủa này của Kiss mà. Wow, Kiss color đẹp quá hả. Nhiêu vậy chị Tư? 13 đồng. Bao nhiêu đôi vậy? Có gì. Nhào vô là gặp đôi dớ rồi đây. 6 đôi, 6 phè. Đẹp ha. Cái đồ à. Đồ nướng là gì Tư? Đồ nướng, đồ nướng. Ở đây. Chị ba đâu? Ở cỡ này nè. Có 2.500 à. Quá hay. Ồ, cái mỗi lần chị mua cái đồ bông ở đây nè, đồ bông này đẹp này gì ba? 2.200 nè. Đồ Omega đâu quê? Đồ Omega đâu vậy ba? Đồ Omega đâu? Ở trên đó chị. Cái này ra đô gì ba ơi? Đồng hồ ra đô mà ở đâu nó Omega? Thấy chữ Omega không? Đây. Ô, cái này giỏm có 10.000 chứ nhiêu? Omega cũng đâu thường thôi. Chuỗi mấy hộp phèo. Một ao giờ 2.000 mấy vậy trời đó, có mấy trăm bà. 500 mấy một bụi hết biết rồi đó, đồng hồ kỳ ba gì không kìa. Cái đồng hồ nó bự ông nội nhỉ. Cái này chắc tay của Mr. Thi. Quá rồi. Nè mấy cái này đẹp nè dì ba. Kiểu này nè. Giống một lần chị mua cho cô gà chứ giống gì đó. Ồ, cái hộp dưa này mới đẹp. Ủa, nè. 3.600 à? Ừ. 3.600 tổng cộng hết một cara. Ừ, đó 3.600. Đây nè. 2 cara 4. Là hết luôn. 2 carat 44, 29.000. Hộp cái chính giữa nè. Hộp này nha bà con, hộp này nè. Đây hộp này nè. Đó. Là nó tính luôn hộp miễn nha, chứ không phải một cái hộp đó không. Cây ăn trái nè. Ủa, ở đây sao bán cây ăn trái nhiều quá này gì ba? Cây plum. Cây bơ bự quá. Muối gì cưng? Cái là coi nó nói tôi cái này 17 vậy đâu, cái bình 17 áo đồ rẻ nó để đóng nóng này nè. Ôi trời, mùa này bán đồ mùa đông rồi nha bà con, bán trước đồ mùa đông rồi. Nó mắc cà phê nè. Nồi nguyên một cái xếp là 350. So the Vertuo, there's 5 different sizes. Wow. So it can make half a liter of coffee. Yeah. So it does a 40, an 80, 150.
That will extract a whole mug of coffee, and that one will do half a liter. Wow. So like a grinded machine, the Virtuoy now can make bigger amounts of coffee with your pods, rather than just single shots, Yeah. So if you drink like a latte or cappuccino, that's only 40 mils of coffee that would go in a latte or cappuccino, but then you would top it up with warm milk, and then that will make the perfect latte cappuccino. I want to try one. So you always want double shot. Yeah, they've got a double shot. That's my favourite, So that's a double shot. Oh, so this intensity here, 11 is the strongest intensity Il Caffè. Your double shot, this one is a double Chiaro. So this one is an intensity of an 8, Okay, but that's 80 mils of coffee. So before, you would have to use two of those. Now there is a double shot. Would you like a splash of milk? Milk, two, please. One thing, this drip tray, there's three different sizes because it makes different amounts. Yeah. So I thought it's higher adjustment. Not this one. The higher you keep the drip tray, the hotter your coffee will be, because the air's not going to drop the temperature. Like, you want it that short or you want that longer? Can you get a cup with milk? I'm not doing lattes. I can just put a splash of cold milk. Oh, yeah, yeah. That's cold milk's not connected fine. Yes, yet. Yes. So this fine. Is just to sample the coffee. Yeah, yeah, yeah. So, but this is how I drink mine. Yeah, yeah. I used to do latte. I put a splash of milk first. And by putting the milk first, it won't change the temperature. If you add cold milk later, it'll make it colder. So I'm just putting a dash of milk in. But if you were to want to make a latte with that, you would extract it in a bigger cup. But only that much coffee. That much coffee. And then you would top it up with milk. Yes. With warm milk. Warm milk. Yeah. So this is this is just to sample it to see if you like the taste of it. Yeah, sure. Let's see how it drips out. Do you want any sugar, love? Maybe one sugar. Do you have a coffee machine at home? We have the Nescafe, but with small one. I had the original, now I've put this one because I like the double shot. So it works out cheaper because you would have to use two of those. So now you're using one capsule. We're getting stronger every day. See that one? That one will make one whole mug of coffee. So if you were to have that that's a lot of coffee to drink. So some people would take that drink it throughout the day in more a times travel, in a travel month. Well, what I suggest is you can extract it all and you could have two cups ready and halve it and top up with milk and make two coffees with one capsule. So this machine will have all size capable of doing all size. See how it's got that barcode? So the machine has Bluetooth and Wi-Fi. So it registers how much water to adjust. So you don't need to adjust the water levels. It'll automatically recognize. Can I just borrow the So who's having the double? Me. That makes a really nice promo as well. Thank you. Rồi thử đi dì ba. Đi đứng vào đây nè, chúng mấy người kia. Mà đứng vào đây để chúng mặt mấy ông kia. Mày đứng mặt qua tao kêu mày đứng qua đây mặt ngon không? Strong phải không? Strong. Hai cái shot lận đó. Hai cái shot chung hả? Tại cái cục đó là nó ra tới hai cái shot. Cho nên nó mạnh hơn. Hai cái shot mới được cái strong. Bây giờ tới double shot. Kêu lại thử đi. Nè chị thử. Uống cái là ngày mai chưa ngủ luôn á. Ngửi thơm. Wow. Nó quá trời strong luôn rồi. Cái này uống cà phê đá ngon nè. Mà này là cappuccino. Có cái này là bao nhiêu tiền? 200 à. 200 cái hả? Quần áo nói chung giá bình dân rẻ nha bà con, đồ bận đi làm đồ đó nên ta lại đây mua dữ lắm. Ăn cái gì ăn gì? Quá trời luôn. Quần áo. Đồ rẻ nha, không mắc, không phải là đồ hiệu mắc. Uống cái đó hết buồn ngủ luôn á Tư.
bán ve gì kìa Tư. Ủa mấy cái thảm. Tôm nó luộc sẵn 31 đồng. Tôm hùm ngon nha, 2 con 54 đồng cũng ngon đó nè. Ờ, 2 con 54 đồng. Còn cái này con cua lông. Cái này chắc bình nghỉ quá là 30 đồng à. Một dĩ này 2 kg lô à. Tới 2 kg rưỡi rồi. 2 kg 6 à. Tôm tha rồi. Cái này thịt cái này dạng hơn mình nướng ăn. À hả? Ờ ừ. Xin chuyện ba đó phải không? Ừ. Dạ ăn liền. Dạ 17 đến 2 kìa. Ừ. Này cũng 17. Có 17, 18, mười này 17 tháng 2 nữa nè. Ừ. Này 16, nó có để ngày 16, 17 nè, 17 nè cho ba. Vậy tôi mua được gì rồi? Ở trong Costco bây giờ nó để rượu mít ngoài vậy nè. Cũng dễ đi coi lắm nè, bán quá trời rượu luôn nè. Thường thường là nó bán một dê một lít thôi. Ồ, dê mít ca này 200. Lít 7 là 2 lít. Ồ, dê này tới 3 lít là 189 đồng 3 lít. 190 thôi. Rượu của Nhật. Nó rượu mạnh á, Blue Label. Dê này 700ml 220 đồng. Rồi bây giờ Lan mua một dê này nha. Ở đằng Đen Mơ Phì tới 49. Ở đây có 40 thôi. Bây giờ Lan lấy một dê. Đây. Rồi. White one. Ừ. Yeah. Red one. Ờ, cái này là gũ đỏ hả? Yeah. Ờ, cái này là gũ trắng hả? Phải không? Hay là gũ đỏ luôn mà nó cái gì nó khác. Rồi Lâm mua hai dê nha. Hai dê này nó cũng rẻ hơn trên đêm MLP nha bà con, rẻ hơn cặp. Lan về lấy hai dê nha, hai dê thì rẻ hơn trên Đen Mơ Phì rồi, nó khoảng 8-10 đồng nha. Dê rẻ hơn khoảng 5 đồng, Lan lấy hai dê. Nhưng cái màu đỏ thì uống nó ngon hơn cái màu, cái dê màu xanh. Cái tem á, cái tem màu xanh. Nói vô mua hai món mà. Này à, đi vô hai, nói đi mua có hai món, ha, hai món mà tới cỡ này nè trời. Thắng ơi. Rồi. Rồi. Bao nhiêu? 721 đồng 94 cent. Trời đất ơi. Hai món là dài bằng cỡ thước à. Cái đi ship cỡ thước à nè. Thôi tụi Lan đi về, Lan chỉ mua được có 3 dê rượu thôi. Nhưng nhà ai đông á thì mình đi đây mua được chứ ít mua về ăn không hết đâu bà con ơi. Số lượng nó bán rất là nhiều nha. Thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau, bye bye.